Và nó là một bộ đầm vô cùng tiểu thư các chị ơi, rất là xinh đẹp. Với cái màu nền là màu kem và cái họa tiết chấm bi màu cam nâu. Mặc vô rất là xinh và cái kiểu như nó vừa tiểu thư nè, vừa cổ điển ha các chị ha. Xoay một vòng cho các chị coi phía sau lưng nha. Rồi phía trước đây nè các chị, nó sẽ có một cái dây để thắt nơ ở đây. Mặc vô nhìn nó rất là lung linh. Phần tay sẽ hơi xòe nhìn một tí xíu. Và phần eo là có cái bo chung, mình mặc vô thoải mái lắm. Và vải này mặc cực kỳ mát, bên trong có lớp lót cho các chị nữa. Và đầm này bên em về có 3 màu tổng cộng, em chuyển sang cái màu khác nha. Thay vì màu đầu tiên là một cái tông màu nhẹ nhàng, và màu này là một cái tông màu tối hơn, dành cho những chị nào không tự tin mặc những màu sáng, hay là mình thích những cái màu như thế này để dễ phối phụ kiện, thì màu em đang mặc cái người đen phối với lại chấm bi màu kem thì mặc vô nhìn nó cũng sang lắm các chị ơi. Mặc đi tiệc, đi chơi, đi vào phố, các chị có thể phối với lại giày búp bê nè, hay là mình có thể phối với lại là giày cao gót cũng được, tùy ý các chị nha. Xoay một vòng cho các chị coi màu đen đây, quá xinh đúng không nè. Còn màu cuối cùng không biết là màu gì nữa, bây giờ em sẽ bật mí luôn ha. Màu sắc cuối cùng rồi đây các chị ơi, các chị thấy màu này như thế nào nè, cũng là một cái tông màu nhẹ nhàng đúng không. Thay vì màu đầu tiên là tông màu kem rồi chấm bi màu cam, thì cái này là tông màu, cái nền chính cũng là màu kem luôn, nhưng mà cái chấm bi là màu đen. Là nhiều màu cho các chị lựa chọn, các chị thích màu nào thì lấy màu đó ha. Và đầm này các chị có thể mặc được khoảng từ 60-60kg độ lại luôn, tại vì nó có co giãn, rất là dễ mặc và nó mát thoải mái nữa, che khuyết điểm. Chị nào muốn sở hữu nhanh thì để lại cho em một chấm để em tư vấn báo giá cho mình xem cái size mặc size nào, hoặc là có thể để lại số điện thoại còn với mã sản phẩm, thì mã sản phẩm em để bên dưới clip đây nha các chị.